Xin tiếp tục chào đón nha, mình đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay, thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì xem được thì đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Hôm nay là hứa hẹn có rất là nhiều sản phẩm đẹp để gửi đến cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì mã số 1 đầu tiên thì giới thiệu với cả nhà mình, bên em có sưu tầm được một cái nồi đồng to khổng lồ nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Và em đã, tại vì cái nồi to quá nên là em đã đo đường kính miệng, dòng bụng và cân nặng cho cả nhà mình trước rồi ha. Cái này là thứ nhất là cân nặng của nó là 9,3 kg. Về cái vành miệng ngang đây là 43 cm. Và cái dòng bụng cực kỳ to khủng nha, 168. Đây cái dòng bụng ha, dòng bụng là dòng này 168 cm, to khổng lồ. Đây là một cái nồi đồng chuẩn xưa luôn nha. Cái này về Tết nấu bánh tét hoặc là bánh chưng thì thôi khỏi chê luôn ha. Bao cả nhà mình là chuẩn xưa nha. Cực kỳ đẹp, những nồi to như vậy ít có trên thị trường ha. Và lâu lâu mình có sưu tầm được nha. Ở trên này nó có những chấm nè. Cái nồi này thì là 2, 4, 6, 8, 9 chấm. Đây cả nhà mình thấy ha. Đây, em để gần lại cho cả nhà mình cũng xem nha. Đó, đây nè, nó có vô mấy vô chấm trên này. Cái lòng trong ha. Còn lành lặn nha, liền lạc, to khổng lồ. Đó, cái này về thôi, vừa trưng bày sưu tầm sử dụng. Cái này mà mình về mình mà chùi ra một cái nữa thì thôi cực kỳ đẹp nha. Rất là đáng để sưu tầm. Mã số 1 của ngày hôm nay, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 7 triệu đồng. 7 triệu đồng cho cái nồi đồng to khổng lồ. Mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Về cân nặng là khoảng 9,3 kg, đường kính miệng là 43 cm, dòng bụng là 168 cm. Ở trên đây là nó có 2, 4, 6, 8, 9 lỗ ha. Đây, 9 mục đây nè. Các nhà mình xem cực kỳ đẹp nha. Đây là mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng các nhà mình ha. Mã số 1. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng là một cái nồi đồng nữa. Đó, hôm nay là có 3 cái nồi đồng. Đây là mẫu số 2. Đây, mẫu số 2 này thì cũng là rất là to hơn cái kia luôn nha. Dòng bụng là cũng 168 cm nè. Đường kính miệng là 43 cm, cân nặng là 9,5 kg. Đó, đây cả nhà mình xem ha. Đây, cái nồi này cực kỳ đẹp nha. 2, 4, 6, 8, 10, cái này là 11 chấm bằng đồng. Đây, bao cả nhà mình là chuẩn đồng luôn nha. Nồi đồng to khổng lồ của ngày hôm nay. Đây, cả nhà mình xem cái lòng trong của nó ha. Đây. Đây, ở đây là con này là, cái này là 11 chấm. Đây, để gần để cho cả nhà mình xem ha. Đây, dưới đáy đây. Rồi, cái này mã số 2 thì bên em giao lưu với cả nhà mình là 7,5 kg. 7,5 kg cho cái số 2. Đây, cả nhà mình cùng xem nha. Cực kỳ đẹp ha, vừa trưng bày sưu tầm sử dụng thì thôi khỏi chê luôn. Đây là mã số 2 có trong video hôm nay. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cái nồi đồng hơi nhỏ hơn chút ha. Đó, cái này thì em cũng cân cho mình rồi. Nó nặng tới 7 kg mấy được. Hôm nay là toàn những cái nồi rất là to, bự không. Đây là mã số 3 của ngày hôm nay. Cái này thì 7 kg 7 kg 4. Và đường kính miệng là 35 cm, dòng bụng là 137. Đó, cực kỳ đẹp. Đây cái này mình cùng xem nha. Rất là dày. Những cái nồi này thôi xài mấy đời chưa hư nha. Nồi đồng ha. Đó, rất là đẹp. 7 kg mấy nha. Rồi, đường kính miệng là em đo sẵn cho mình rồi luôn ha. Đây cả nhà cùng xem đây, trong đây. Đó, đây, trong này ha. Rất là dày. Đây, đế đây. Cái này về mà đánh lên một cái nữa thì thôi khỏi chê luôn. Hết sảy luôn á. Đó. Tới 7 kg mấy được nha cả nhà mình nha. Và cái này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái như thế này là có giá 5,5 kg. 5,5 kg cho cái này ha. Cái này là 5,5 kg cho mã số 3 có trong video hôm nay. Rồi, chúng ta mã số 4. Mã số 4 là một những cái bát ngang to cũng khổng lồ luôn. Đây là hàng thủ công nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Cái này là em chưa vệ sinh gì lại hết nha. Mã số 4. Cái này là hữu duyên cho những chùa lớn mình mới để mấy cái bát ngang này được nha cả nhà mình ha. Hoặc là mình có thể là mua tặng cho chùa nha. Hình ảnh là Song Long.
hai con rồng, hoặc là mình cũng có thể siêu tầm cũng được ha. Hai con rồng đây, cái này là chưa vệ sinh, giữ nguyên đồng cũ luôn nha. Mình về mình có thể vệ sinh lại cho nó đẹp. Còn này là em để nguyên cái màu cũ luôn ha. Mình ăn hai con rồng nổi. Đây là hàng thủ công, rất là to cũng khổng lồ luôn. Và cái bát ngang này nội cái chiều cao của nó không mà lên 43 cm. Rồi đường kính miệng là gần 39 cm. Đây được xem là một những sản phẩm cực kỳ đẹp nha, và ít có gặp về bát ngang. Cái này có giá giao luôn với cả nhà mình là 5 triệu đồng cho mã số 4. 5 triệu đồng cho mã số 4 trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Số 5 trong ngày hôm nay. Đây thì còn một cái đầu con voi. Đầu voi bằng đồng. Đây. Cái đầu voi ha, đầu voi treo tường. Đầu voi phong thủy. Tổng trọng lượng là khoảng 7,2 kg. Và chiều dài của cái đầu voi này rơi vào khoảng là 42. Bề ngang là 50, chất liệu bằng đồng. Đây, sau đây em đưa lên cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây cái đầu voi đây. Đó. Rất là đẹp nha, chất liệu bằng đồng. Rồi đây là mặt sau. Đó. Đầu voi cho tường. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một cái đầu voi như thế này là 4,5 triệu. Là bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Đây là mã số 5. Thì mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ ha, mã số 5. Đó đây. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ngày hôm nay là đầu sư tử. Đó, đây là một cái đầu sư tử. Rất là đẹp, mã số 6. Nguyên cái đầu sư tử rất là to. Đây. Mình cùng xem ha. Đầu sư tử bằng đồng. Tổng trọng lượng là 9 kg. Và chiều dài của đầu sư tử 40. Rồi bề ngang. Bề ngang tầm cũng có khoảng là 36 cm. Rất là to. Đây là mã số 6 có trong video ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem ha. Nguyên cái đầu sư tử rất là đẹp nha. Rất là có hồn ha. Đó. Rồi đây, có chỗ mình treo tường luôn nha. Bằng đồng. Rất là to, khổng lồ. Cái này về treo tường là thôi khỏi chê luôn ha. Cực kỳ đẹp, rất là nét. Và cái này, cái đầu sư tử bằng đồng. Có giá giao luôn với cả nhà mình là 4,8 triệu. Mình đang bao luôn phí ship toàn quốc. Đó, nguyên cái đầu sư tử rất là to. Mã số 6 có trong video hôm nay. Đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 hôm nay là còn được một con rồng. Đó, mã số 7 là một con rồng chất liệu bằng đồng. Đây là một con rồng chất liệu bằng đồng xưa. Ở đây cả nhà cùng xem ha. Và tổng trọng lượng của con rồng này khoảng là 4,9 kg, gần 5 kg, chất liệu bằng đồng xưa. Rồi chiều dài tổng thể. Chiều dài tổng thể của con rồng là có khoảng là 49 cm. Rồi chiều cao là 27. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 7. Và mã số 7 này có giá giao luôn cả nhà mình là 3,8 triệu. 3,8 triệu cho một con rồng chất liệu bằng đồng của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem ha. Con này là con chuẩn xưa luôn nha. Cực kỳ đẹp. 3,8 triệu. Bao phí ship toàn quốc cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay thì còn được một những tác phẩm cực kỳ hay nha. Đồ lông ký chất liệu bằng đồng. Đó, cây này thì tổng trọng lượng là, cây này về trọng lượng là tầm có khoảng là 6 kg. Đó, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. 6 kg nha, chất liệu bằng đồng. Và chiều dài tổng thể. Chiều dài tổng thể là 64. Chiều cao tổng thể 23. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu cho một tác phẩm như thế này. Đây. Cực kỳ đẹp nha cả nhà mình ha. 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cho tác phẩm của ngày hôm nay, mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì mã số 9 của ngày hôm nay bên em còn được một Phật Di Lạc. Đó, một Phật Di Lạc cá chép. Ở dưới là nảnh hai con cá chép Phật Di Lạc. Chất liệu bằng đồng.
thì đây được xem là một hiện tượng rất là đẹp ha, vật Di Lạc. Vật Di Lạc mà đang đứng trên hai con cá chép ở dưới là đế tiền. Có tổng trọng lượng là 18 kg. Và số 9. Và chiều cao tổng thể của tượng Phật Di Lạc rơi vào khoảng 47 cm. Rồi bề ngang. Bề ngang tổng thể là 31 chất liệu vân đồng. Đó, Phật Di Lạc cá chép của ngày hôm nay. Đây là mặt sau. Và Phật Di Lạc cá chép thì bên em có giá giao luôn với cả nhà mình là 7,5 triệu. Rất là to nha cả nhà mình ha. Phật cười nha, mã số 9. Mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Số 10 trong video hôm nay. Thì mã số 10 là Quan Công cưỡi ngựa. Đây là một tác phẩm rất là to. Hình ảnh nó Quan Công đang cưỡi trên một con ngựa chất liệu vận đồng, tổng trọng lượng là 11 kg. Và chiều cao của tác phẩm Quan Công cưỡi ngựa là rơi vào khoảng là gần 52 cm. Tới thân là 50 và tới tay là có khoảng 52. Và bề ngang tổng thể thành có khoảng là 39 chất liệu vận đồng. Đây, Quan Công cưỡi ngựa nha. Hình ảnh đây là cảnh cây tùng. Rất là đẹp. Một những tác phẩm rất là hay. Rồi đây là mặt sau của tượng Quan Công cưỡi ngựa. Đây cả nhà mình xem ha. Rất là đẹp nha. Và tác phẩm này thì có giá giao luôn với cả nhà mình là 4,5 triệu. 4,5 triệu cho tác phẩm Quan Công cưỡi ngựa, nặng là 11 kg chất liệu vân đồng. Và tiếp theo mã số 11. 11 là một con rồng. Một con rồng chất liệu vân đồng mạ vàng. Nhưng mà hơi phôi phai theo thời gian ha. Đây ảnh một con rồng. Đó, ảnh một con rồng đứng nha. Chất liệu tổng trọng lượng khoảng 8 kg cho một con rồng như thế này. Đây cả nhà mình xem ha. Một con rồng. Và tổng trọng lượng là 8 kg, chiều cao tổng thể của con rồng thì rơi vào khoảng là 60 cm. Rồi chiều dài tổng thể là 28. Chất liệu vân đồng và có giá giao luôn cả nhà mình là 4,5 triệu. 4,5 triệu cho một con rồng vân đồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 11. Tiếp theo 12. 12 thì hôm nay bên em cũng còn được một tượng mẹ Quan Âm. Đây cả nhà mình xem ha. Tượng mẹ Quan Âm đang cầm bình cam lộ chất liệu vân đồng. Cho mã số 12. Tổng trọng lượng là 7,8 kg. Chiều cao là 62 cm. Rồi bề ngang. Bề ngang là 19. Thân đế là 20 chất liệu vân đồng. Và có giá giao luôn cả nhà mình tượng mẹ Quan Âm như thế này là 5,5 triệu. 5,5 triệu cho tượng mẹ Quan Âm chất liệu vân đồng. Là phí này là em đã bao gồm phí ship cho cả nhà mình luôn rồi ha. Tượng chất liệu vân đồng rất là đẹp. Đây là mã số 12 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 13. Rồi 13. 13 là tác phẩm Lý Tiểu Long. Đây là tượng đồng châu Âu Lý Tiểu Long nha. Một những tác phẩm huyền thoại ha, Lý Tiểu Long. Đó, tay đang đứng thế võ nha, dưới là cái đế chất liệu vận đồng. Và chiều cao tổng thể là 35 cm. Và bề ngang của tay là tầm khoảng là 25 chất liệu vận đồng. Và mã số 13 Lý Tiểu Long thì bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2,900,000. 2,900,000 bao luôn phí ship toàn quốc. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là bên em giới thiệu cùng cả nhà mình đây là một tượng nha. Đó, một tượng đồng châu Âu. Hình ảnh cô gái bán thân nha, chất liệu bằng đồng. Tượng này thì tầm trọng lượng là khoảng là 2,2 kg. Và chiều cao của tượng cô gái thân là tầm 40 cm. Bề ngang là 11 chất liệu bằng đồng. Và tượng này có giá giao luôn với cả nhà mình. Đó. Tượng này có giá giao luôn với cả nhà mình là 2,000,000 đồng cho mã số 14, cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc lạ bên đồ cổ Cần Thơ của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.